Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, dữ liệu nào sẽ quyết định bạn nên mua vàng hay là bán vàng? Cụ thể, trong mùa hè năm nay, khác hẳn với mọi năm, thị trường vàng đang khiến cho các nhà đầu tư phải chú ý. Trong tuần vừa qua, kim loại quý đã tăng khá ấn tượng sau khi tích tắc thủng mốc 1.700 USD trên ounce. Vào hồi đầu tuần, các nhà phân tích nói với Kitco News rằng bước giảm 100 USD của vàng đã khiến rất nhiều người vốn không quan tâm vào vàng đã chú ý tới nó. Vào hôm thứ Sáu, vàng đã tăng hơn 25 USD trên một ounce khi mà chỉ số tâm lý người tiêu dùng tại Đại học Michigan gây thất vọng giảm xuống 70,2 điểm. Và cũng vì thông tin này dẫn đến việc bán tháo đồng đô la Mỹ và giảm lợi tức kho bạc Mỹ. Người đứng đầu mảng chiến lược toàn cầu Barrett Marek của TD Square cho biết, chúng ta đã ghi nhận đồng đô la lao dốc với chỉ số giảm xuống 92,5 điểm và sự sụt giảm đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và 30 năm. Thị trường hơi lo lắng về nền kinh tế và biến thể Delta đang lan rộng. Bây giờ là hợp lý để giả định rằng Cục Dự trữ Liên bang tập trung vào các con số kinh tế vĩ mô, thông báo giảm dần dự kiến có thể không mạnh như nhiều người mong đợi, theo Malek lưu ý. Và ông nói như sau: hiện tại, chúng tôi đang thấy một số con số tiêu cực và thị trường đang phản ứng. Dữ liệu lạm phát cũng tích cực đối với vàng, cho thấy áp lực giá có thể đã lên đến đỉnh điểm. Điều này có nghĩa là Fed có thể không còn quá vội vàng để kiểm soát lạm phát, theo chuyên gia về kim loại quý của Gainer Villecoy Everett Millman cho biết. Số chuyên gia nhận định không mua vàng bây giờ thì mua vàng lúc nào? Ngoài ra, giá vàng dưới 1.800 USD trên ounce là một điểm vào lệnh tuyệt vời cho người mua, khiến kim loại quý này trở nên khá hấp dẫn dựa trên cơ sở kỹ thuật. Chỉ ra như sau, đây là mức giá bước vào thị trường rất hấp dẫn sau khi vàng giảm khá nhiều. Điều đáng khích lệ là thị trường đã phục hồi nhanh chóng, chỉ trong vòng vài giờ vàng đã quay trở lại trên 1.700 USD. Tôi sẽ không hề sốc nếu vàng vượt qua mốc 1.800 USD trên ounce trong tuần này từ ngày 16 cho đến 20 tháng 8. Bây giờ tôi lạc quan hơn. Một dấu hiệu tích cực khác đối với vàng là về nhu cầu vật chất đang tăng lên ở châu Á, theo chuyên gia kim loại quý nói thêm. Ông chỉ ra, có một số dấu hiệu khá lạc quan về mặt nhu cầu, chúng tôi nhận thấy doanh số bán đồ trang sức bằng vàng và tiền xu vàng đang có xu hướng cải thiện ở Ấn Độ. Điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu săn hàng giá rẻ nhiều hơn. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tức là ngày 13 tháng 8, hợp đồng vàng giao ngay tăng lên 1.772,80 USD. Sau khi đã chạm mức cao nhất trong hơn một tuần là 1.774,30 USD trên một ounce, trong một đợt phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 4 tháng ghi nhận được vào ngày 9 tháng 8, hợp đồng vàng tương lai cộng 1,4% lên ngưỡng 1.775,80 USD. Theo TD Securities, công ty đã thực hiện đúng chiến lược bán khống chỉ vài tuần trước, hiện đang xem xét 1.784 USD là mức kháng cự tiếp theo, theo ông Malek nhấn mạnh. Chúng tôi đã có một vị thế bán khống đối với vàng và chờ chốt lời ở mức 1.707 USD trên một ounce. Quan điểm chung của tôi về vàng hiện nay là chúng tôi sẽ thấy nhiều sức mạnh hơn vì lãi suất sẽ vẫn ở mức phù hợp. Và trong tuần này, những yếu tố nào mà giới đầu tư cần theo dõi? Một diễn biến quan trọng cần theo dõi là nỗi lo về trần nợ. Thời gian qua, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen một lần nữa kêu gọi Quốc hội nâng hoặc đình chỉ mức trần nợ của quốc gia trên cơ sở lưỡng đảng, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa leo thang. Ông Malek nói, vấn đề trần nợ sẽ rất thú vị, nhưng chúng tôi vẫn còn một thời gian. Trong quá khứ, khi thị trường trở nên lo lắng về vấn đề này, nó đã tích cực cho vàng, theo ông Millman cho biết. Những lo ngại về trần nợ là yếu tố tiềm ẩn đối với vàng, có mối quan hệ này với nợ quốc gia kể từ năm 1971 khi chúng tôi thoát khỏi tiêu chuẩn vàng, giá vàng đã tăng song song với nợ quốc gia. Các vấn đề về trần nợ luôn được giải quyết, nhưng nếu thị trường bắt đầu lo lắng và nợ ngày càng trở thành vấn đề trong các tiêu đề, thì câu chuyện về vàng sẽ tự nhiên được cải thiện. Ông nói thêm như vậy. Và một trong những công bố kinh tế vĩ mô quan trọng nữa cần theo dõi đó là doanh số bán lẻ được công bố vào ngày 17 tháng 8 với dự báo thị trường sẽ giảm 0,3% trong tháng 7. Một điều khác cần theo dõi là cuộc họp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào ngày 17 tháng 8 và biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC được công bố vào ngày 18 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số nhận định cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Tiếp theo của bản tin sẽ là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Giá vàng tại thị trường trong nước trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục dao động quanh mức 57 triệu đồng trên lượng, một mức cao kỷ lục so với thị trường vàng thế giới. Mở cửa tuần giao dịch mới ngày 16 tháng 8, giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 56,55 triệu đồng trên lượng, bán ra là ở mức 57,25 triệu đồng trên một lượng. Như vậy tăng thêm 50.000 đồng trên lượng so với ngày hôm qua.
Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 50,8 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 51,5 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra, ổn định so với phiên giá cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng PNG lại nhích lên 100.000 đồng trên lượng so với hôm trước, khi được công ty PNG niêm yết ở chiều mua vào là 51,2 triệu đồng trên lượng và ở chiều bán ra là 52,6 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn chung thì ở thời điểm này giá vàng tại thị trường vàng trong nước vẫn neo ở mức cao và ít có sự điều chỉnh, chỉ có tăng nhẹ từ 50 cho đến 200.000 đồng trên lượng tại một vài hệ thống kinh doanh. Cụ thể như sau, đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Hà Nội, mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.615.000, bán ra 5.770.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện tại đang niêm yết ở mức 5.655.000 tại chiều mua vào và 5.725.000 tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 5.655.000, bán ra 5.755.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank tăng mạnh tới 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện tại đang niêm yết ở mức 5.670.000 tại chiều mua vào và 5.725.000 tại chiều bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 5.670.000, bán ra 5.720.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố không có sự thay đổi về giá. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.655.000, bán ra 5.727.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.653.000, bán ra 5.727.000. SJC Huế mua vào 5.652.000, bán ra 5.728.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Miền Tây mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.655.000, bán ra 5.725.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.657.000, bán ra 5.730.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.080.000, bán ra 5.150.000. Vàng bộ số 9, mua vào 5.050.000, bán ra 5.120.000. Vàng 24K mua vào 4.969.3.000, bán ra 5.069.3.000. Vàng 18K mua vào 3.655.4.000, bán ra 3.855.4.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.